Hello đại gia đình đang xem kênh YouTube của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ nha. Hôm nay thì mình đi trải nghiệm bắn súng thật với ông xã và em của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm và quay phim cho mọi người xem ha. Thì mọi người biết không, ở Mỹ thì tùy theo mỗi tiểu bang nữa nha. Có nhiều tiểu bang thì mình không có phải cần đi học lấy cái bằng bắn súng. Có nhiều tiểu bang thì cái đó là cái luật bắt buộc mình phải đi học bằng bắn súng ha. Thì ở California thì mình phải bắt buộc là học cái bằng mình mới có thể cầm súng và bắn được. Mặc dù mình chỉ đi bắn thử hoặc là cái gì đó thì mình cũng phải lấy cái license nha. Thì học cái bằng bắn súng thì cũng không có khó lắm nha cả nhà. Thì chủ yếu là mình học cái luật và an toàn như thế nào. Rồi mình mua đạn, khi mà mình tới cái trường bắn á, thì mình mua đạn thì mình có thể tập bằng đạn thiệt và đạn giả. Nếu mình sợ lần đầu mình sợ thì mình mua đạn giả mình bắn ha. Còn mình ok rồi thì mình có thể mua đạn thật mình bắn. Thì bây giờ thì hôm nay nè, hiện tại bây giờ là mình đang ở trước cái chỗ này là người ta sẽ cho mình, tí nữa mình sẽ vô trong đó để đi bắn súng với lại ông xã với lại em của mình. Thì mình đã có, trước đó thì mình đã có học lấy cái license rồi nha mọi người. Cho nên là khi mà vô thì người ta mới cho mình cầm súng để bắn ha. Thì khi mình có license đó, một là mình mua súng riêng của mình luôn, hai nữa là mình mướn. Cái nào cũng được hết. Nếu như mình có súng riêng thì mình xài súng riêng của mình, nó dễ dàng hơn ha. Còn nếu mà mình không có súng riêng thì người ta vẫn cho mình mướn súng để mình bắn. Đó, thì tùy theo cái thời gian mà đạn thì bắt buộc mình phải mua chứ người ta không có cung cấp cho mình. Đó, rồi tùy theo thời gian, dù mình bắn bao lâu, mình mua đạn như thế nào đó thì bây giờ mình sẽ vào ở bên trong và mình trải nghiệm với ông xã và em trai mình ha. Ok, let's go cả nhà. Thì bây giờ là mình bắt đầu đi vô đây nha mọi người. Ở trong này là nó có bán những cái dụng cụ cho câu cá và những cái súng đạn này, nói chung là đủ thứ hết trơn á. Thì bây giờ mình quay cho mọi người coi cái tiệm người ta bán cái gì trước ha. Đây nè, đó. Vô đầu tiên là thấy một con gấu, giống như là gấu Bắc Cực ha. Quá trời bự luôn. Cái tiệm này thì mình thấy nó có bán cũng nhiều lắm, cho mấy người đi săn nè, đi săn bắn rồi đi câu cá đó, rất là nhiều đó. Đây là nguyên những cái hàng cần câu cá nè, đủ loại luôn. Wow, cần câu quá trời luôn, tùy giá tiền khác nhau nha. Cần đâu cần câu đây mình thấy rẻ nhất là 50 đồng, 60 đồng một cây đó, quá trời luôn nè. Đây là mấy cái đạn giả nè cả nhà. Đây mấy cái đầu đạn giả. Đây mấy cái hộp người ta đựng súng vô á. Dãy bên đây là nguyên cái dãy những cái cây súng dài đó cả nhà. Còn mấy cái dãy cây súng ngắn thì nó nằm phía bên góc kia ha. Tại vì người ta không có cho mình quay gần á, cho nên mình không có quay được gần cho cả nhà coi được nha. Thì mỗi cái khẩu súng nó có mỗi giá tiền khác nhau. Và mình thấy ở đây á, rẻ nhất á, khẩu súng mà rẻ tiền nhất là khoảng chừng 600-700 đô ha. Thì trước khi người ta cho mình vào bên phía trong để mình bắn súng thì mình phải đọc những cái luật và những cái nội quy của cái chỗ này ha. Và sau đó thì mình phải ký vào cái tờ giấy, người ta sẽ đưa cho mình một cái tờ giấy, người ta kiểm tra căn cước của mình, kiểm tra những cái
bằng và căn cước của mình, rồi sau đó mình phải kiếm một cái tờ giấy và mình mới vô được cái phòng phía trong và mình bắn súng ha. Mình thấy phía bên đây là những cái đồ người ta đã sát khuẩn sạch sẽ rồi nè mọi người. Nếu mình tự có của mình thì mình đem theo, còn nếu mà mình không có thì người ta để cho mình xài tự túc. Cái này thì mình không có mướn nha. Yes, we do. Which one do you guys want to shoot? Which one you want to shoot? The paper secret. Shoot at it. The paper? Bây giờ mình phải chọn paper để shoot hả? Cái nào cũng được. Whatever. Number 6? Okay. Which one else? Number 2. Thì sau khi kiểm tra căn cước và giấy tờ xong á, thì tụi mình chọn những cái giấy ở trên treo trên tường đó. Mình chọn cái mẫu nào á là mình lấy cái mẫu đó thì mình người ta sẽ đưa cho mình vào phòng phía bên trong mình bắn ha. Thì hôm nay tụi mình sẽ mua tổng cộng là 3 hộp đạn nha. Ở đây thì người ta không có tính giờ, thì mình chỉ mua đạn và mình bắn thôi. Mình muốn bắn hết đạn vẫn được, còn không thì mình giữ lại mình để dành lần sau mình bắn vẫn được ha. Hôm nay tụi mình sẽ mua 3 hộp đạn ha. Thì tổng cộng 3 hộp là gần 120 đô. Thì hộp nhỏ là 20 viên và hộp lớn là 50 viên. Và cái size cũng khác nhau luôn nha. Tùy theo khẩu súng, tùy theo mỗi khẩu súng như thế nào thì có cái size đạn mình mua nó sẽ khác nhau nha mọi người. Vì mình có những khẩu súng khác nhau cho nên là mình mua 3 hộp đạn khác nhau. Thì hôm nay mình chỉ thử ở trong nhà thôi, mình không có đi bắn thử ở phía ngoài ha. Ok mọi người, bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Mình phải qua hai lớp cửa nha. Tại ở trong này bắn á, nó rất là ồn, cho nên là mình phải đeo cái lỗ tai để không có bị tiếng động, nó không có bị điếc. Đây, qua một lớp cửa thứ nhất. Đây là lớp cửa thứ hai. Giờ mình vô bên trong nha. Bây giờ thì mình đang ở phía bên trong cái phòng bắn nha. Thì mỗi người có một cái ô cửa khác nhau. Đó, đây là mình là ô thứ 8 nè. Thì khi mà mình mang súng và đạn vào, cả nhà thấy cái lằn đỏ này hay không? Đó, cái lằn đỏ này á là người ta chia ranh giới ra. Thì cái súng mình có đạn là mình phải đứng ở phía bên trong cái lằn đỏ. Còn đứng phía bên ngoài cái lằn đỏ này thì mình phải gỡ đạn ra khỏi cái khẩu súng của mình mới được quyền bước ra khỏi cái lằn đỏ ha. Thì những tấm giấy treo trên đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, hồi nãy mình khi mình vào cửa đó thì người ta cho mình chọn để mình bắn vào tấm giấy đó, để mình chọn cái mục tiêu để mình bắn vào tấm giấy đó ha. Và những cái tấm giấy này nè, mình có thể chỉnh xa gần nha cả nhà. Mình có thể chỉnh xa gần và mình nhắm mình bắn vào đó ha. Okay, where's the blue at? You ready? Yeah. All right, let's do this then. Thì đây nè cả nhà, đây là cái nút, đây là cái nút mà chỉnh xa chỉnh gần á, mình có thể chỉnh được ha. Hồi nãy tụi mình 3 hộp là 100 viên đạn, thì nếu như mà mình muốn bắn hết hôm nay thì mình bắn, còn mình không muốn bắn hết thì mình để dành đó, lần tới mình đi bắn tiếp. Thì chỗ này á, nó không có tính thời gian ha. Nói chung là mình muốn bắn bao nhiêu mình bắn. Mình bắn hết đạn á, thì mình mua nữa thì mình bắn một không. Thôi mình muốn bắn nhiều.
Want to try that one too? It's smaller. It's smaller? Yeah. There you go. Aim it straight that way. Yeah. That way. Yeah. This one's too strong. It's strong, huh? I told you. That one not strong. The big one is better, right? It's smoother, huh? Yeah. So, okay. Lần đầu tiên đi bắn cũng hơi hồi hộp á mọi người. Em mình cho mình bắn đặng. Cho nên là cũng hơi hồi hộp. Alright, ready? Be careful with your fingers. Okay. Alright. Keep going. Okay, put it down. Aim that way, okay? There you go. Good job. Wow. It comes back, right? Yeah. Yeah, I told you, yeah. Khi bắn súng quá mọi người, cái súng nó giật lên vậy nè. Bắn đạn thật nó khác với đạn giả. Đạn giả thì mình không có feel nhiều, không có hồi hộp nhiều nha. Còn bắn đạn thật á, nó giật rất là mạnh. Đó. Cái này súng ngắn mà nó green, right? On the green, let's see. Somewhere in the green. Where did it go? Well, so every time you're not shooting, to the left. There you go. So you shot red, a little bit more. Down. There you go. Perfect. Good job. Good job. Yeah. Yeah, perfect. See? Make sure we have control, okay? This is so loud. And it gets in the There we go. Cái loại súng lớn này nó to quá. Hold it tight, okay? There we go, good job. I think that's it. Yep, done. Two more. Ok cả nhà. Rồi bây giờ mình bắn thử xong rồi nè. Thank you. Rồi bây giờ mình mới đi lại về cả nhà. You didn't want to try it? No, I don't want to try the big one. Small one is good. Thank you cả nhà. Rồi. This is the big one. Oh yeah, look at that. 500 magnum. Oh. The gun itself is 8 pounds. Oh my god. Oh, no, gun by seven. Knock somebody out. 8 pounds. Wow. Một cái súng không mà 8 pound là gần 4 kg luôn. How's the recoil on that? That's what I think. Same as the wow, chạy bự luôn. Oh, really? Okay. Well, thank you so much. Okay, come back again. One. Did she do the push-up for you? No, she said you're gonna do double push-ups. Bye, thank you. Thank you, sir. You had fun? Yes. Hey. Hey. See you next time. We'll be here. You have to tell her though, because she's the one that's in charge. So. Oh, sip. Rồi sau khi mình đã trải nghiệm bắn súng thật, bây giờ thì mình sẽ xin tạm ngừng cái video của mình ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ. Hẹn gặp lại tất cả ở những video kế tiếp của Hú Cali Cuộc Sống Mỹ. Bye.